Thưa quý vị và các bạn, thành phố Lào Cai với vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Lào Cai. Trong những năm qua, địa phương này luôn dẫn đầu trong số các huyện, thành phố, chủ động sẵn sàng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý điều hành toàn diện các hoạt động kinh tế xã hội của địa phương. Nhờ vậy, không chỉ góp phần cải cách thủ tục hành chính, mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng ban chuyên môn, các xã phường trên địa bàn thành phố. Chuyên mục duy trì chỉ số ICT Index hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách làm cũng như những hiệu quả mang lại của địa phương này. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai, những cán bộ, chuyên viên tổng hợp này nhiều năm trước đây soạn thảo văn bản thường phải in ra rồi đi tới từng phòng trình trực tiếp các cấp lãnh đạo phê duyệt. Còn bây giờ, nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin bằng hệ thống mạng LAN, bằng phần mềm quản lý văn bản mà việc thẩm duyệt văn bản trước khi phát hành được thực hiện nhanh chóng trên máy tính. Từ chuyên viên cho tới các cấp quản lý liên lạc, trao đổi bằng văn bản ở mọi lúc, mọi nơi nên công tác quản lý, điều hành vừa nhanh và vừa hiệu quả. Trước đây khi chưa ứng dụng phần mềm thông tin trong điều hành quản lý nội bộ của Ủy ban nhân thành phố thì cái công tác tham mưu cũng còn gặp một số các cái khó khăn vướng mắc, ví dụ như về thời gian. Có thể là tôi lấy ví dụ như có thể chuyển các cái thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố đến các cơ quan đơn vị xã phường thì nó có thể mất thời gian nhất định. Tuy nhiên từ khi tỉnh áp dụng cái phần mềm iOffice vào chỉ đạo điều hành giữa Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các sở ngành trong toàn tỉnh thì chúng tôi nhận thấy đây là một cái phần mềm rất là hữu ích, mang lại hiệu quả rất là kịp thời. Và đặc biệt từ khi triển khai đến các huyện thành phố thì trong công tác tham mưu chỉ đạo điều hành gặp nhiều thuận lợi. Các cái nội dung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương được truyền tải kịp thời đến các đơn vị, đặc biệt là đến cơ sở. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi rất là quan tâm đến cái việc triển khai công tác lãnh chỉ đạo trên địa bàn. Trong đó chúng tôi rất quan tâm đến triển khai cái công nghệ thông tin, hệ thống cổng thông tin điện tử ở trên địa bàn. Thứ nhất là về đầu tư về cơ sở vật chất thì đối với lại tất cả các phòng ban chuyên môn, hiện nay chúng tôi có 12 phòng ban chuyên môn thì đều đã được triển khai 100%. Đối với 132 cán bộ ở 12 phòng ban này của thành phố thì đều 100% có trình độ tin học từ A trở lên, trình độ A trở lên và sử dụng thành thạo theo cái quy định đối với lại luật cán bộ công chức. Và thứ hai nữa là chúng tôi triển khai tốt cái hệ thống iFit ở trên địa bàn cùng với lại hai cái cổng thông tin điện tử của thành ủy cũng như của ủy ban dân thành phố. Thì chúng tôi thấy rằng thông qua cái triển khai cái nội dung này đã đóng góp rất tích cực vào cái quản lý điều hành lãnh chỉ đạo của thành phố nhanh gọn hiệu quả cũng như là giảm cái phần chi phí trong quá trình thực hiện đối với nhân dân thì cũng rất là được nhân dân đồng tình ủng hộ cũng như cán bộ công chức thấy đây là một cái rất là hiệu quả. Với hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư hiện đại, với đội ngũ nguồn nhân lực ngày càng được đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa kỹ năng tin học nên hiệu lực, hiệu quả hoạt động từ cấp lãnh đạo thành phố tới chuyên viên, nhân viên ở các phòng ban chuyên môn, các xã phường được nâng cao rõ rệt. Nhờ vậy những ách tắc về thủ tục hành chính vốn thường xảy ra nhiều năm trước đây giờ đã được khắc phục triệt để. Tại bộ phận một cửa này của Ủy ban Nhân dân thành phố, ngày có khá đông tổ chức, doanh nghiệp và công dân tới giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính. Không phải xếp hàng chờ đợi, mà công dân giao dịch ở lĩnh vực hành chính nào thì chủ động đăng ký trên hệ thống máy tính với phần mềm tiện ích, thứ tự giao dịch chuẩn chỉ trên hệ thống máy tính và thời gian thực hiện thủ tục hành chính được quy định rõ ràng. Nhờ vậy mà tổ chức, doanh nghiệp và công dân tới giao dịch được thuận lợi. Trước kia thì thực ra là mình đi muốn gửi thủ tục hành chính đây thì trước khi là khi gửi hồ sơ đến khi nhận kết quả nó phải mất đến đi lại mất khoảng 3-4 lần. Đấy, nhưng mà khi ứng dụng cái công nghệ thông tin này thì nó nhiều cái được cải cách là nó rất là tiện lợi cho người dân. Thì là mình chỉ 2 lần thôi, một lần gửi hồ sơ và một lần đến nhận kết quả. Bây giờ thì nó cũng nhanh hơn, thủ tục nó nhanh hơn nhưng mà cũng muốn là có một cái biện pháp nào đấy để có thể là giảm bớt nhiều những cái thủ tục hơn nữa. Vì nó vẫn còn nhiều những cái thủ tục tức là có những cái nó không đáng có thì cũng muốn là mình có một cái nó tốt hơn nữa để cho nó nhanh hơn nữa. Cái hệ thống này trang bị cho thành phố rất là hữu ích, đặc biệt là với người dân vì người dân có thể trực tiếp có thể tra cứu
hệ thống dịch vụ công tại nhà hoặc đến bộ phận một cửa, thì có trang bị cho 3 cái máy vi tính để cho người dân có thể trực tiếp tra cứu tại đấy. Và cái nữa là cái hệ thống quét mã vạch, thì người dân cũng có thể là đến đấy là kiểm tra được cái tình trạng hồ sơ của mình đang được giải quyết ở đâu, đang ở vướng mắc ở chỗ nào. Rồi là cái chỗ cán bộ công chức thì được trang bị rất là đầy đủ, như vậy thì cái việc tiếp nhận hồ sơ nó cũng rất là dễ dàng. Và đặc biệt hơn nữa là cái công tác tra cứu và kiểm tra cái tình trạng hồ sơ khi mà nhân dân đến hỏi. Trước những bước tiến vượt bậc của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, thành phố Lào Cai đã tích cực đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của cả hệ thống các cơ quan chuyên môn, các xã phường trên địa bàn. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục rà soát cái điều kiện, cái cơ sở vật chất của thành phố, của các cơ quan đơn vị trực thuộc ở thành phố, và có cái đầu tư cũng như là bằng các cái nguồn để đầu tư trang thiết bị. Thứ hai là nâng cao cái trình độ sử dụng cái công nghệ thông tin, sử dụng cái phần mềm, các cái phần mềm nói chung ở trên địa bàn. Thứ ba nữa là chỉ đạo tăng cường cái sự phối hợp trong cái thực hiện cái các cái phần mềm xử lý cái triển khai công nghệ ở trên địa bàn. Thứ tư là nâng cao cái trình độ, đối với trình độ của cán bộ công chức về công nghệ thông tin thực sự là cũng chưa đồng đều và cần phải nâng cao cái trình độ để cho cán bộ công chức sử dụng thành thạo hơn, cũng như cập nhật triển khai thành thạo hơn, thì chúng tôi cũng sẽ có cái sự đầu tư để nâng cấp để cho cán bộ ở trên địa bàn thực hiện tốt. Vấn đề thứ hai cũng là triển khai rộng khắp ở trên địa bàn để cho công dân biết nắm được các cái cổng thông tin của điện tử của thành phố, các cái một cửa của thành phố, một cửa liên thông của một số xã phường cũng như các cái đơn vị ở trên địa bàn, để cho nhân dân nắm được, khai thác các cái cổng thông tin điện tử, khai thác các cái phần mềm liên quan đến chế độ chính sách của công dân, liên quan đến giải quyết các cái kiến nghị đề xuất của công dân thông qua, nhất là thông qua một cửa của thành phố và các cái xã phường. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước gắn với cải cách hành chính, thời gian tới, thành phố Lào Cai tiếp tục chỉ đạo bổ sung các quy chế, quy định về quản lý vận hành và sử dụng hệ thống thông tin, xây dựng quy chế trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử, quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, ổn định trong công tác nhằm đảm bảo hệ thống thông tin được đầu tư hoạt động liên tục, thường xuyên rà soát, đầu tư, nâng cấp hạ tầng, công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về các lợi ích trong việc khai thác thông tin từ các sản phẩm công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Có những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện tốt cải cách nền hành chính trên địa bàn thành phố. Chuyên mục duy trì chỉ số ICT Index kỳ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.